Báo cho mấy quý chị mình một cái tin vui ha. Thì hiện tại ở khu vực Cần Giuộc này á, hiện tại thì những cái anh chị Sài Gòn á, mình về mình mua đất lúa á, là không còn phải làm hộ nông nghiệp đúng không chị? Thường á thì mình muốn mua đất lúa ở khu vực Cần Giuộc hoặc là những cái tỉnh lân cận á, thì bắt buộc á là mình phải có một cái xác nhận nông nghiệp. Đó, mình đã canh tác đất vườn đất lúa rồi á thì mình mới xác nhận thì mình mới nhận được đất lúa đúng không chị? Nhưng mà hôm nay á thì tháng 8 này á là đã bãi bỏ cái định luật là tất cả những người dân đều được mua đất lúa không chị, kể cả Sài Gòn luôn vẫn về mua đất lúa vẫn đứng tên được luôn đó. Và dạ em Ngọc Tâm đất Cần Giuộc Giá Rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube Ngọc Tâm nha. Hiện tại Tâm đang có mặt tại một cái vị trí đất mà ngày hôm nay Tâm sẽ đem đến cho quý anh chị đây. Tổng diện tích là 240 mét đất lúa sổ riêng và một cái cót cực đẹp luôn, ngang 8 và dài là 40, và Tâm được chủ rồi bán với mức giá là 650 triệu thôi. Rồi, xin mời quý anh chị mình vào mình xem cái vị trí đất cùng với Tâm nha. Ở đây quý anh chị thì hiện tại Tâm đang có mặt tại cái đoạn đường này là đoạn đường giao thông nông thôn. Xe hơi mình chạy thoải mái luôn, 4 chỗ, 7 chỗ mình chạy rất là thoải mái luôn. Đó thì chạy ra đây tầm khoảng chừng 50 mét thôi thì mình sẽ ra tới cái đoạn đường Phạm Văn Trực. Đoạn đường nhựa Phạm Văn Trực ha. Mình rẽ trái cái, mình sẽ đi về ngã ba giao nhau giữa đoạn đường Phạm Văn Trực và đoạn đường Lương Văn Tiên. Đó, mình rẽ phải cái á, thì mình sẽ đi ra tuyến tránh quốc lộ 50 ngay ngã tư Gia Bảo luôn ha. Còn nếu mà ra đường Phạm Văn Trực ngã ba này giao nhau á, thì mình rẽ trái cái mình về đoạn đường Lương Văn Bào, mình về đê bao sông Mộc Gà. Đó, còn nếu mà theo cái đoạn đường Phạm Văn Trực này, nếu mà mình rẽ bên tay phải qua đây á thì mình sẽ đi về quốc lộ 50 ha. Đó thì tầm khoảng chừng 1,5 km thôi, khá là gần của chị ha. Đó, và đây là cái đoạn đường đá xanh, hiện tại là đang là 3 mét đá xanh của chị và có thể hiện lối đi trên sổ cho quý anh chị mình luôn. Thì hiện tại ở khu vực này đó, bữa Tâm có quay một cái clip đó là bán một cái thửa đất lúa cho hai anh em sinh đôi đúng không chị, và đã bán rồi. Và hôm nay Tâm trở lại đây thì Tâm quay một cái clip đất lúa siêu mini 240 mét mà giá chỉ với là 650 triệu thôi. Đó. Và đây là cái vị trí đất mà ngày hôm nay Tâm sẽ đem đến cho quý anh chị đây. Tổng diện tích là 240 mét và diện tích thực tế là ngang 8 và dài là 30 quý anh chị ha. Đó. Thì trước khi vào để giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất lúa này ha, Tâm sẽ quay xung quanh cho quý anh chị mình xem là khu dân cư nè. Rồi hồi nãy Tâm đã nói về cái vấn đề đường xá, rồi bây giờ tới khu dân cư ha. Thì hiện tại bên đây có một cái căn nhà tiền chế quý anh chị. Là xây cũng lâu rồi nhưng mà do là chủ ở Sài Gòn á cho nên là không có về. Nhưng mà cái thửa Tâm bán là cái thửa nằm kế bên đây. Ở phía sau đây thì cũng có rất là nhiều nhà không này. Đó. Và ngoài mặt tiền, gần mặt tiền của đoạn đường Phạm Văn Trực thì cũng có rất là nhiều nhà. Đó. Rồi cái vị trí trong đây thì quý anh chị thấy có một cái xưởng cực kỳ to ở khu vực này. Cái xưởng này thì không biết làm gì mà nay hình như là không có làm, nghỉ rồi nè. Đó, và đi sâu vào bên trong thì khu dân cư bên đó rất là nhiều quý anh chị. Rất là nhiều khu dân cư trong đó luôn và đối diện cái phần đất của mình thì cũng có nhà luôn. Điện có sẵn nè, nước có sẵn nè, rồi có camera an ninh đầy đủ hết luôn. Ở đây người ta làm mô hình nhà vườn người ta chơi nè. Khá là tuyệt vời quý anh chị. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất lúa này cho quý anh chị mình dễ hình dung hơn nha. Thì tổng diện tích thửa đất này là 240 mét vuông đất lúa sổ riêng và địa chỉ đất mình đây là ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đó, và với một cái diện tích thực tế là ngang 8 mét tính từ vị trí cọc cao này nè. Đó, qua tới vị trí sát hàng rào 70 này luôn là 8 mét ha. Và chiều sâu vào là 30 mét thì tổng diện tích là 240. Và Tâm được chủ gửi bán với mức giá là 650 triệu. Còn bước lộc nhẹ thôi quý anh chị. Còn bước lộc nhẹ thôi. Và cái khu vực này nếu anh chị về mình mua thì sau này mình có thể mình chuyển thổ, chuyển mục đích mình xây nhà ở thì khá là tuyệt vời luôn. Đó, và hướng đất của mình là hướng đông nam thì hiện tại là ở đây đang trồng lúa quý chị cho nên là Tâm không thể nào mà lội xuống đây để đi vào đó cho quý anh chị mình xem cái ranh đất ha. Ở dưới thì đã cũng có sẵn cọc hết rồi để Tâm đun ra cho quý anh chị mình dễ hình dung nè. Đó, ở dưới có cọc đó không? Đó, tới vị trí cọc đó đó là 30 mét nè, qua đây 6 mét. Có ranh cọc rõ ràng hết rồi quý anh chị, về mình mua mình có thể là mình là mua kẽm 70 mình rào lại, còn thôi sau này mình xin chuyển đổi cây trồng mình lên nền. Đó, mình lên nền ha, rồi mình trồng cây này nọ kia thì cây ăn trái đó thì khá là tuyệt vời ha. Thì từ vị trí thửa đất này bán kính tầm khoảng chừng
1 đến 1,5 km thôi là có tất cả các tiện ích như đầu đường quốc lộ 50 cũng như là cái đoạn đường tuyến tránh quốc lộ 50 ha, như là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè, điện máy xanh, bách hóa xanh và nhiều công ty lớn mọc lên. Còn từ vị trí thửa đất này, nếu mình về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng 17 đến 18 km tùy cái khu vực mà quý anh chị mình đang sinh sống nha. Thì hiện tại ở khu vực này thì trời chuyển mưa rất là nhiều quý anh chị, cho nên là chất lượng hình ảnh nó hơi yếu á, nó hơi tối xíu á, thì quý anh chị xem clip với thông cảm giúp Tâm ha. Từ đây ra ngoài đây thì tầm khoảng chừng 50 mét là ra đường con đường nhựa Phạm Văn Trực rồi. Khu dân cư thì quá trời luôn rồi. Đó, chỉ cần mình chuyển thổ, hiện tại là mình chuyển thổ nữa cái là ok. Và này Tâm cũng nói thêm luôn, thì hiện tại khu vực Cần Giuộc đang hết chỉ tiêu rồi anh chị. Quý anh chị mua đi, rồi sang năm á có chỉ tiêu mới lại á thì quý anh chị nộp vô mình lên thổ thôi. Phí ở đây thì cũng không có mắc đâu. Dao động tầm khoảng chừng 500 đến 700 ngàn một mét thôi. Khá là ổn áp ha. Thì với diện tích này mình lên thổ xong rồi mình có thể là mình xây nhà một trệt một lầu nè, nhà cấp 4 nè, rồi nhà nóc thái này nọ kia, rồi còn cái khoảng sân trống này mình có thể mình trồng cây này nọ kia, khá là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ Tâm xin nhắc lại về tổng diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý anh chị mình nghe nha. Thì tổng diện tích cái thửa đất lúa này là 240 mét vuông đất lúa sổ riêng, và địa chỉ đất mình đây là ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đó, và với một cái diện tích thực tế á, là ngang là 8 mét tính từ vị trí cục này qua tới vị trí bên đây là 8 mét. Chiều sâu vào là 30 mét ha. Ở hậu ở dưới cũng là 8 mét luôn à, không có theo hậu gì hết. Nói chung là đồng thanh đồng thủ hết luôn. Đó, và Tâm được chủ gửi bán với mức giá là 650 triệu còn bớt lọc nhẹ thôi nha quý chị, đừng bớt nhiều quá thì chủ không có bán đâu. Đó. Và hướng đất của mình là hướng Đông Nam ha. Một cái hướng cũng khá là tốt. Để quý anh chị về đây mình mua, mình lên nền xong rồi mình trồng cây, mình thả cá, mình nuôi. Thì nói chung là những cái người nào mà có một cái thu nhập thấp, mình về đây, mình thích chơi mô hình nhà vườn, mình về mình mua cái thửa đất này mini thôi, vừa đủ chơi thôi và vừa đủ số tiền của mình thôi. Đó, khá là tuyệt vời ha. Rồi xin mời quý anh chị mình nhìn lại một lần nữa về cái thửa đất này ha. Rồi Tâm sẽ chạy ra cái tuyến đường Phạm Văn Trực, rồi ra cái đoạn đường quốc lộ 50 cho quý anh chị mình xem là khu vực đất mình nó gần đường lớn như thế nào nha. Đó, 8 dài 30, 240 mét. Hướng đất mình là hướng Đông Nam, giá thì 650 triệu thôi. Rồi, bây giờ xin mời quý anh chị mình theo chân Tâm mình ra cái đoạn đường Phạm Văn Trực rồi ra đoạn đường quốc lộ 50 nhé. Rồi, bây giờ Tâm sẽ chạy ra cái tuyến đường Phạm Văn Trực ha. Từ vị trí đất mình ra đường Phạm Văn Trực tầm khoảng chừng 50 mét thôi. Đây. Đây là đường đoạn đường Phạm Văn Trực ha. Nếu mình rẽ bên tay trái á, thì mình sẽ đi về cái đoạn đường Lưu Văn Tiên ha. Tầm khoảng chừng 300 mét thôi. Còn nếu mình rẽ bên tay phải á, thì mình sẽ ra cái đoạn đường quốc lộ 50. Để tham gia cái đoạn đường quốc lộ 50 luôn cho quý anh chị mình dễ hình dung hơn. Rồi hiện tại thì Tâm đang có mặt tại cái đoạn đường quốc lộ 50 quý anh chị ơi. Đó, ra tới đây thì tấp nập ha, xe cộ rất là nhiều luôn. Để Tâm dừng xe lại rồi Tâm sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái tuyến đường này cho quý anh chị mình dễ hình dung nha. Đó, và đây là cái đoạn đường quốc lộ 50. Đó, thì theo cái hướng bên tay phải này nè, nếu mình chạy xuống đây tầm khoảng chừng 1 km thôi thì mình sẽ đi tới Cồng Gà ha. Rồi mình thẳng tầm khoảng chừng 4 đến 5 km nữa là mình sẽ về trung tâm hành chính Nguyên Đức luôn. À, còn cái phía ngược lại nè quý anh chị. Cái phía ngược lại thì theo cái tuyến đường quốc lộ 50 này, nếu mình thẳng ra đây á, thì tầm khoảng chừng 800 mét thôi. Mình sẽ chạy ra tới cái vùng Bình Trường Bình, rẽ trái mình theo tuyến tránh quốc lộ 50 mình về Sài Gòn ha. Còn mình thẳng luôn mình ra trung tâm hành chính huyện Giuộc. Đó, tầm khoảng 1,5 km thôi. Đó, và đây là cái đoạn đường Phạm Văn Trực nè. Đó, qua đây là quốc lộ 50, còn đây là Phạm Văn Trực. Ở đây thì buôn bán rất là sầm uất quý anh chị. Có quầy thuốc tây nè, rồi tiệm ăn uống này nọ kia. Bên đây thì phía sau thì có một cái quán nhậu nè. Ở đây là tạp hóa Tiết Mai. Đó, rất là sung ha. Còn bên đây là có quán ăn nè, quán nhậu nè, Hồng Nguyên, Dê Tươi.
đó, rất là tiện ích ha. Còn đây là cái vị trí của đoạn đường Phạm Văn Trực, nếu từ vị trí Tâm Đứng mà đi vào vị trí Thửa Đất tầm khoảng chừng 800 đến 1 km thôi, nó cũng rất là gần quý anh chị. Và trên cái đoạn đường này như nãy Tâm nói là có một cái trường trung học rất là to ha. Rồi bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây nha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý anh chị xem mà cảm thấy thích cái thửa đất lúa 240m² với mức giá là 650 triệu này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm đây góc trái màn hình. Và số điện thoại Tâm là 0937 629 679 hoặc xem dưới phần mô tả của Tâm luôn. Còn bây giờ Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.